Rồi chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review mở hộp cái đèn tỏa sáng dành cho xe máy, xe đạp điện. Đây là đèn tỏa sáng L4 nha các bạn. Này là loại tốt. L4 loại 1 nha các bạn. Đèn tỏa sáng L4. Giờ mình sẽ mở hộp review. Đèn này mình mua trên Shopee nha các bạn. Ở trong cái hộp nó gồm có là một cái công tắc. Công tắc đèn nha các bạn, công tắc. Tiếp theo đó là cái chữ L, cái này là cái để gắn lên cái gương gương xe. Còn cái này là cái bát để gắn gắn lên bi đông. Bát này gắn lên bi đông. Bát này bát nhỏ. Đây là cái bát chữ L này gắn trên cái gương xe. Rồi đây là cái đèn nha các bạn. Đèn tỏa sáng L4. Đèn này là loại ngắn nha các bạn. L4 loại 1. Có hai loại nha, L4 loại 2 và L4 loại 1. Loại 2 thì nó giá nó có 99.000 à. Còn này thì cho mình mua lên Shopee đó, tổng cộng chi phí là về là 120 mấy, 28.000. Này chống nước nha các bạn. Thiết kế vỏ nó ở diện ngoài, ở dưới đây nó nhơ bằng mủ mà trên đây nó nhôm. Rồi, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách câu đèn vào trong xe. Đây mình có vẽ cái sơ đồ nha các bạn. Đây là cái bình bình xe nha các bạn. Đây là bình xe. Thì bản câu hay sơ đồ như vậy nè. Thì cái dây âm của từ cái bình xe nha các bạn. Các bạn sẽ vô cái âm của đèn, cái dây âm của đèn. Rồi cái dây dương của đèn sẽ vô cái công tắc. Vô công tắc. Và một đầu còn lại của công tắc sẽ nối vào cái ổ khóa. Cái ổ khóa xe nha các bạn. Ổ khóa xe. Rồi cái đầu còn lại của công tắc vô dây dương. Vì sao mình sẽ câu cái này vô cái ổ khóa? Vì mình không câu trực tiếp vô cái bình xe. Vì khi mình tắt xe mình rút chìa khóa rồi. Nếu mình câu trực tiếp vô bình xe thì người ta có nhiều người ta lại với xe mình, người ta bật cái đèn lên sẽ gây hao điện cho cái bình xe. Ta bật cái công tắc thì cái đèn nó cháy. Còn mình gắn câu nối vô cái ổ khóa xe thì mình tắt máy thì nó sẽ tắt luôn cái đèn. Thì khi người ta có khóa người ta bật công tắc thì nó đèn nó không cháy. Câu vậy thì nó sẽ an toàn hơn nhé các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.